Xin chào, chúng tớ là Tò He đây. Nhìn quanh một vòng trong nhà, chúng tớ nhận thấy mình có rất nhiều các loại thùng cắt tông. Từ những chiếc thùng bé xíu đến những chiếc thùng to đùng. Với rất nhiều loại thùng như vậy, mình quyết định sẽ tạo ra một sân chơi vô cùng hay ho. Các cậu hãy cùng đón xem nhé. Chúng mình cần chuẩn bị rất nhiều các loại thùng cắt tông đủ kích thước, lót giấy vệ sinh, que kem, que xiên, ống hút, dây len, nắp chai, một vài chiếc công nhựa nhỏ, màu vẽ, cọ vẽ, băng dính, kéo, dao dọc giấy, bút vẽ, súng bắn keo. Cùng bắt tay vào thực hiện nào. Bước 1, tạo hình sân chơi. Đầu tiên, chúng mình cần gom tất cả các loại thùng cắt tông có trong nhà và để ra trước mặt. Nếu hộp của các cậu đã được đập bẹp để cất gọn, thì giờ chúng mình hãy làm phồng các hộp lên nhé. Việc tạo hình một sân chơi hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng và sự sáng tạo của các cậu. Các cậu có thể vẽ phác thảo trước hoặc đơn giản là xếp các khối hộp lên nhau, sau đó mới quyết định đến các chi tiết của sân chơi. Tiếp theo, chúng mình cùng sơn màu cho các khối hộp này. Không biết các cậu thế nào nhưng chúng tớ rất thích một sân chơi có đủ màu sắc. Từng hộp to, hộp nhỏ đều được khoác lên mình một bộ quần áo mới, trông thật vui mắt phải không? Sau khi tô màu xong, chúng tớ sẽ cố định các hộp lại với nhau. Thay vì việc làm sân chơi rộng dưới mặt đất, chúng tớ khá thích việc có các ô, tầng chống lên cao. Để sau đó, chúng tớ sẽ hướng dẫn các cậu làm một chiếc cầu trượt từ trên cao xuống bằng các que kem. Chúng mình sẽ chọn các điểm cắm que kem liền với khối hộp. Sau đó lần lượt cố định các que khác theo chiều xuôi từ trên xuống để tạo thành khung đỡ cho cầu trượt. Để làm phần máng trượt, chúng mình sẽ cắt đôi phần lõi giấy vệ sinh. Xếp các lõi đã cắt xen kẽ với một vài lõi chưa cắt. Lưu ý, chúng mình sẽ dán từ dưới lên trên và cắt vát ở những cái phần cần thiết để máng trượt được liền với nhau nhé. Bước 2, thực hiện các chi tiết khác. Đây là một bước quan trọng và thú vị nhất. Các cậu hãy suy nghĩ và thực hiện những ý tưởng về sân chơi trong mơ của mình bằng cách vẽ hoặc tự làm thêm những chi tiết khác như dụng cụ chơi, người chơi hoặc rất nhiều những món đồ trang trí khác. Chúng mình có thể sử dụng những chiếc ống hút để làm đèn đường trong sân chơi của mình hoặc tự tay làm những chậu cây từ nắp chai và giấy báo nữa. Những món đồ trang trí nhỏ sẽ làm sân chơi của mình sinh động hơn đấy. Tiếp theo, chúng tớ sẽ vẽ chi tiết cho các khối hộp. Chúng tớ sẽ vẽ một cửa hàng cho khối hộp màu hồng. Và rất nhiều những chiếc máy giặt. Chắc các cậu sẽ ngạc nhiên và thắc mắc tại sao lại là những chiếc máy giặt phải không? Thực ra không có lý do đặc biệt gì cả, chỉ là chúng tớ mơ ước có một cửa hiệu giặt là siêu xinh xắn thôi. Và đây chính là cách chúng tớ thực hiện ước mơ đó. Chúng tớ còn làm thêm một chiếc dòng dọc ở bên hông bằng que kem và dây len để có thể kéo được quần áo từ dưới lên trên và dựng thêm một số dây phơi trên nóc nhà. Cuối cùng, chúng tớ không quên vẽ thêm một số bộ trang phục từ quần áo, váy dài, khăn tay để các bạn nhỏ có thể giúp chúng tớ phơi quần áo hay đơn giản là chơi thật vui với chiếc cầu trượt của chúng tớ. Các cậu thấy sân chơi của chúng tớ thế nào? Có phải khá lạ lùng phải không? Sân chơi là tiệm giặt là cũng là sân chơi. Việc tái chế những món đồ không sử dụng nữa không phải là việc quá khó phải không nào? Chúng mình hãy cứ thoải mái tưởng tượng và sáng tạo. Chắc chắn kết quả sẽ khiến các cậu bất ngờ đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share video này và đừng quên subscribe cho kênh Tò He Channel của chúng tớ. Xin chào và hẹn gặp lại!